New Mighty N250SL không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước đó, với thiết kế hiện đại, nổi bật của dòng xe tải cao cấp. Mặt trước là cụm đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn, mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu. Gương chiếu hậu được thiết kế tại vị trí thuận tiện, dễ quan sát, mang lại sự an toàn khi lái xe. Đặc biệt, New Mighty N250SL được thiết kế với góc nhìn rộng từ vị trí người lái về phía trước, đảm bảo cho người lái có thể quan sát nhiều hướng khác nhau, mang lại sự an toàn và tự tin khi lái xe. Với chiều dài thùng lên tới 4m3, khách hàng có thể thoải mái chở những mặt hàng cồng kềnh cần kích thước lớn. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế đậm chất Hyundai, thân thiện và dễ thao tác. Cụm đồng hồ trung tâm hiển thị tình trạng xe một cách rõ ràng và chính xác nhất. Vô lăng trợ lực hai chấu, điều chỉnh dễ dàng theo vị trí ngồi lái. Hệ thống âm thanh đa kết nối, radio USB AUX mang lại những phút giây thư thái cho người lái. Động cơ D4CB là loại động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp, được điều khiển bởi bộ điều khiển điện tử ECM. Hoạt động của động cơ được theo dõi nghiêm ngặt bởi các cảm biến, giúp cho động cơ luôn luôn được điều khiển chính xác tại mọi thời điểm, giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Bên cạnh đó, New Mighty N250SL còn được trang bị turbo tăng áp, giúp cho động cơ đạt hiệu suất cao hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Kết cấu khung chassis cứng cáp bằng thép cường lực tăng khả năng chịu tải, chống xoắn vặn xe. New Mighty N250SL được trang bị hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng LSPV, mang lại sự an toàn tối đa.